Mọi người nhìn thấy bữa nay ở cái khu xóm này, đây có một số cô đang ở đây đang chuẩn bị đằng trước một số thức ăn nè phía bên đây, và đi dài lại phía đằng kia cũng vậy nha mọi người. Mình sẽ mọi người hãy đi theo với mình về phía đằng trước này. Ở đằng trước này là ở cái xóm này, hôm nay mọi người là tập trung rất là đông luôn, và việc tập trung đông hôm nay có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt nha mọi người. Đây mình sẽ cho mọi người thấy ở đằng trước này. Đằng trước này rất là đông người đang tập trung luôn, ở cái khu xóm sáng nay rất là nhộn nhịp luôn. Đây mọi người nhìn thấy nè, đó đằng trước này ta chuẩn bị đồ ăn rất là nhiều luôn. Đây ở đây là đây, nhà nhà đều chuẩn bị đồ ăn nha. Giờ đằng này một khu vực rất là nhộn nhịp luôn mọi người. Đây các em trai nè, ở với những cái xe rất là đông. Đây, rất là đông luôn. Đây các em trai khu này rất là nhộn nhịp luôn, rất là nhộn nhịp luôn. Đây rất nhiều người nè, mọi người nhìn thấy nè, trên tay cầm rất là nhiều thức ăn luôn, cơm chủ yếu đây là cơm, còn thức ăn thì để trên xe. Hôm nay tại đây diễn ra một cái sự kiện rất là trọng đại vào cái mùa nhập hạ ở tại cái khu xóm này, và đó là lý do hôm nay mình có mặt tại đây để cho mọi người thấy được cái không khí rất là nhộn nhịp tại đây nha. Rất vui khi mọi người đã trở lại với kênh Thức Sơn Giảng Đường Hay, và hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang nè mọi người ơi. Mình nhìn thấy là một cái cô mặc đồ rất là đẹp luôn. Đây là đồ trang phục mà khi mà thực hiện các cái lễ ở ở đây thì là thường hay mặc cái trang phục này nha. Bữa nay mình ở đây là mình đứng ở đây là làm gì vậy cô? Nghĩa là mình khất thực cho sư ha. Dạ rồi. À, cô đang đứng ở đây để mà chờ để mà được dâng cơm cúng dường cho sư đi ngang đây. Rồi cảm ơn cô nha. Đó, mọi người nhìn thấy nè. Làm ra đi. Rất là đẹp luôn ha, và rất là trang trọng đang đứng để chờ sư tới. Rồi đằng kia mình đã thấy rồi nha. Các cái sư. Các cái sư đang đứng để nhận cơm bố thí từ các cái Phật tử. Truyền thống khất thực có thể là truyền thống rất là đặc trưng của Phật giáo Nam Tông nha mọi người. Đây bà con ở trong xóm đang đứng rất là trang nghiêm để chờ để được bố thí cho các cái sư.
kia tới một ai buôn còn nhặt đi. Mọi người nhìn thấy nha, rất là đẹp luôn. Rồi. Rất là đẹp. À, bây giờ các sư đang đi lại. Mọi người nhìn thấy các sư đi lại. Việc đi khất thực của các nhà sư đó mọi người cũng có rất nhiều các ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là giúp cho những người tu hành họ diệt đi cái tánh tự cao, ngã mạn. Thì khi đã xuất gia thì dù là có chức tước cao sang hay là nghèo hèn, thì khi đã trở thành người tu hành rồi thì cuộc sống hàng ngày của họ đó là việc tồn tại để sống phải nhờ vào sự bố thí của người khác, mà bản thân nhờ vào đó để có thể tu hành. Người đi khất thực thì dù là món ăn ngon hay dở, hay là mặn hay là chua hay là chát, thì đều phải vui vẻ để mà nhận cái món ăn. Và họ phải chấp nhận được sự gièm pha của người khác. Họ đi khất thực trong cái nắng, trong gió, cát sỏi. Và chính vì vậy, người tu hành mới có thể diệt được tánh tự cao, ngã mạn của mình khi thực hiện khất thực. Việc khất thực còn cho thấy được một ý nghĩa nữa là sự giản dị của người tu hành. Người tu hành sẽ không chú trọng đến vị giác hay khứu giác. Món ăn đối với họ dù ngon, dù dở, dù như thế nào thì họ đều ăn được, để từ bữa ăn đó họ nuôi sống được bản thân là chính, từ đó tập trung cho việc tu hành. Việc khất thực còn giúp những người tu hành thấy được cái ân của xã hội đối với họ. Họ sống giữa cuộc đời này, họ tu hành không phải chỉ có một mình, mà họ sống ở đây họ phải thọ ơn của xã hội mỗi ngày cầm bát đi khất thực và nhờ vào miếng ăn của xã hội để họ có thể tồn tại, có thể an tâm tu hành. Như vậy trong các cái ân của Phật giáo thì ân đối với xã hội cũng là một trong số đó. Ý nghĩa tiếp theo của việc khất thực là người tu hành không ngồi yên một chỗ, mà việc khất thực sẽ giúp cho người tu hành đi lại. Và chính vì vậy, nhờ sự vận động này mà có thể giúp cho người tu hành tránh được bệnh tật, giống như một kiểu rèn luyện sức khỏe. Ý nghĩa thứ năm của việc khất thực chính là tạo cơ hội cho bá tánh làm phước. Trong cuộc sống thường ngày thì có người có điều kiện có thể đến chùa để thực hiện việc làm phước. Tuy nhiên có những người cuộc sống còn nhiều khó khăn, còn nhiều bề bộn, họ không có nhiều thời gian để có thể đi được đến chùa. Thì việc các nhà sư khất thực chính là tạo cơ hội cho những người như thế có thể thực hiện được việc làm phước. Và đặc biệt hơn là làm phước với những bậc tu hành. Nhà sư đi khất thực, họ không cần nhiều thức ăn, họ không cần thức ăn phải là vương quả hay là những món ngon vật lạ. Người tu hành chỉ cần có được món ăn, có được bữa cơm đủ no lòng để có thể nuôi được thân xác, và từ đó họ tu hành mà thôi. Việc đi khất thực giúp cho nhiều người có thể làm phước, có thể tạo phước, có thể làm việc thiện, mở lòng nhân từ bi, bố thí. Việc khất thực còn có thể giúp giữ gìn tịnh hạnh để trở nên phước điền, bố thí cho kẻ bần nhân an sinh. Thường thế còn có phước thì việc bố thí cho những nhà sư, những bậc tu hành có phẩm hạnh, có đạo đức thì điều đó càng đáng quý hơn và càng tốt lành hơn. Về phần các nhà sư
thì họ phải luôn tự xét mình trong việc gìn giữ giới luật, trong sự tinh tấn tu hành, thân tâm không biếng nhác, phải làm thế nào để cho đúng với bổn phận của bậc xuất gia, trở nên phước điền của chư thiên và nhân loại. Việc đi khất thực sẽ giúp cho mỗi nhà sư có thể nhìn nhận lại bản thân mình để chuyên tâm tu hành đúng chuẩn mực của người xuất gia. Người tu hành khi đi khất thực thì còn giúp việc rải tâm từ cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh. Bởi vì trước khi đi ra khỏi tỉnh thất, nhà sư khởi niệm tâm từ, tức bủa tư tưởng lành rải khắp chúng sanh, nhất là trên bước đường sẽ trải qua. Khi ra đường, nhà sư phải thu thúc lục căn hướng tâm cầu nguyện cho bá tánh được hạnh phúc an vui, khỏi khổ, khỏi bệnh tật, ốm đau và không điều oan lẫn nhau. Không phân biệt tôn giáo, giai cấp, nam nữ, lão ấu, nhà sư mở rộng lòng từ với tất cả, giữ tâm mềm mại, chan chứa tình thương, nhu hòa trong ngôn ngữ, cử chỉ. Khi đứng trước nhà nào, nhà sư lại phải thu tâm, quán tướng, thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm võ thưởng và pháp vô ngã. Khi trở về chỗ ngủ, nhà sư đi khoan thai, trang nghiêm bằng cách buộc tâm trong pháp niệm, từng bước đi mà nhà sư không để tâm phóng túng, gìn giữ oai nghi, tế hạnh, biểu lộ tăng đồ nhà Phật. Ý nghĩa cuối cùng của việc khất thực chính là giúp truyền bá đạo Phật. Nhìn những hình ảnh của nhà sư thì điều đó sẽ giúp cho nhiều người có thể nhìn thấy được chân lý của giáo lý nhà Phật mà từ đó phát tâm tu hành theo chân Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vậy là cái đoạn đường khất thực tới này là hết, các sư sẽ về lại chùa. Thì cái buổi cuối, cái đợt đoạn cuối này thì ở đây bà con sẽ đọc kinh và các sư sẽ chúc phúc lại cho tấm lòng bố thí của các Phật tử. Và buổi khất thực thì các sư sẽ về lại chùa. Chánh điện chùa Niên Non nha mọi người. Hiện tại thì mình theo các cái đoàn sư khất thực thì các cái sư chùa Niên Non và chùa Thiết thì đã về chùa, và các sư chùa Niên Non thì hiện tại đang ở trong nhà ăn để mà chuẩn bị ăn cơm trưa. Thì mình có mặt ở đây cho mọi người thấy cái chánh điện của chùa Niên Non mới vừa khánh thành. Thì những hình ảnh mà mọi người nhìn thấy trong cái buổi khất thực hôm nay của các sư, đó là một cái việc làm rất là độc đáo, rất là ý nghĩa, và đặc biệt nó diễn ra trong mùa nhập hạ nha mọi người. Đó là một hình ảnh rất là đặc biệt và rất là khó tìm. Rất cảm ơn mọi người đã xem video clip tới thời điểm hiện tại, và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Chào mọi người.